Chào các bạn. Bây giờ là buổi sáng thứ năm, ngày 21 tháng 7 năm 2022, tức là ngày 23 tháng 6 năm Nhâm Dần, còn 17 ngày đã lập thu các bạn ạ. Mình ra thăm cái vườn Thanh Hà. Mình đi ngoài đường thì thấy vườn Thanh Hà nhà mình đã ra xong một lần lọc rồi. Cỏ thì rậm mồ, cái dây leo nữa, một số cây nhỏ leo kín ở ngọn rồi. Phân gà mình đã chuẩn bị, cây to 2 bao, cây bé 1 bao. Năm nay giá vải nó rẻ, trên mình chẳng bón phân hóa học, tuy nhiên đã có phân gà rồi. Nếu lượng phân gà như thế, mấy cái vựa vải mình nó xanh như này thì thoải mái thừa phân rồi các bạn ạ, cho nên mình không cần bón phân nữa. Tuy nhiên sau khi ra lộc xong, sau khi thu hoạch thì mình vẫn chưa bón phân, cũng do công việc. Vườn vải thiều vườn trong nhà thì chắc là mình dừng không bón đâu, như vườn này chắc mình bón các bạn ạ. Mình sẽ bón từ lộc 2. Nếu sau thu hoạch mình bón lộc 1 thì mình sẽ cày. Mình sẽ bừa sạch rác rồi mình cày bón lấp. Nhưng bây giờ ra lộc 2 rồi thì không cày nữa. Thì cái này kiểu lẽ mình chỉ bừa sạch cỏ rang hai bên rãnh. Xong mình rác phân gà ra đều, mình lấy bừa mình bừa đi bừa lại để cho nó đảo trên mặt. Sau đó lại dùng cuốc xẻng cái rác cỏ bờ hai bên bỏ ở trong gốc ra, lấp lại và khơi lại rãnh, coi như lấp một lượt rãnh rác đất mỏng ở trên mặt để cho ra lộc 2 và lộc 3, còn lộc 1 thôi. Những cây vải mình vừa đi qua là những cây vải mình đốn sớm, bấm sớm, còn những cây vải bên này là những cây vải bấm muộn đây, vẫn còn một quả khô khốc à, quả bị ộp mình không hái các bạn ạ. Những cái vải bấm muộn trước mình chỉ phun một lần thôi, duy nhất lại có mấy cây này bấm muộn cho nên nó ra muộn, mình phải phun 2 lần. Ôi rồi, vừa lộc vàng vàng đã muốn ra lộc tiếp này các bạn này, cây ít lộc quá. Nè các bạn nhìn nhé, đây lộc nó đang vàng, đã ra lộc một nữa rồi, một lượt lộc có được có 3 phân. Đây là những cây ra lộc muộn, cốc này có khoảng 4-5 cây gì đó ra lộc muộn, vừa lộc ngắn quá nó đỏ đỏ. Ủa, đây lộc lộc vàng vàng nó mất ra lộc à, những cây ra lộc muộn quả rậm quá các bạn ạ. Cỏ này mình bừa thôi, ở đây một số đây, cây dây leo nó bám tận ngọn rồi, mình ghép bây giờ mọc nó khỏe rồi. Ui dồi. Chắc hôm nào mang bừa ra lấy liềm để hái phát sạch cái trong gốc đi, bừa bừa sạch mọc lộc 2 các bạn ạ. Ui, nhìn dây leo vậy là phải Thanh Hà nhà mình đã ra xong một lần lọc rồi, chuẩn bị nhú lọc 2. Chắc là mình bày cây bừa như mình vừa nói rồi. Ok, sao những mắt ghép trước mình ghép cho nào, ổn không? Đoạn cành mình ghép đây. Ui, mọc ổn rồi. Không phải làm video nhỉ, chính cây này này. Ôi, một số cây vẫn bị bỏ, chắc là không phun được thuốc. Nhưng sao, mình ghép thêm đi mà. Hôm thăm thì nó mọc rồi nhưng bây giờ nó không mọc nữa. Ui rậm mồ. Để xem cây bên này. Cái đấy là do những cây mình trồng nó chết. Tại vợ mình trồng nó chết. Chết xong mình lại trồng, trồng đi trồng lại. Những cái cây này nhú này nhưng mà chắc mình không tuốt cái vỏ đi, cành đi cho nó không mọc. Mọc 3 cành thì bẻ đi. Lẽ nào mình bừa thôi, nào ra mình bừa bừa xuống cho ra lộc 2 thôi. Vậy lộc 1 là mình phun 2 lần thuốc. Ui, lại quay nó rãnh. Lộc 1 mình phun 2 lần thuốc sâu bởi vì nó không đều. Cây bấm trước thì ra trước, cây bấm sau ra sau, nhưng cây bấm trước thì
ra được lọc, những cây ra sau thì nó muộn quá, cho phải phun 2 lần. Tuy nhiên những cây nào mà lọc nó dài thì phun lướt lướt, còn cây nào lọc ngắn thì phun kỹ hơn một tí. Còn đợt này thì để mấy hôm nữa mình chờ nó xong hết thì mình làm một lượt cho đều đều, lọc 2 và lọc 3 cho ra đều. Vậy trong tháng 7 này đã xong lượt lọc này. Sang tháng 8 mình cho ra lọc trong tháng 8 đến giữa tháng 9 là xong lọc 2. Và lọc 2 từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 9 ra lọc hạ. Lọc 3. Và lọc 3 đến cuối tháng 12. Đầu tháng 1 dương lịch xong lọc 3. Rồi mình phun HTC hoặc mình khoanh. Có lẽ mình chỉ phun HTC hoặc không phun. Hoặc phun thấp nhưng chắc mình vẫn phun, bởi vì cây này nó bé cũng dễ thu hoạch. Và vườn này thì mình sẽ không bao giờ khoanh. Còn vườn không khoanh thì cây không chết đâu các bạn ạ. Không khoanh mà để cỏ thì cây không bao giờ chết. Còn những cây chết, những cây vừa rồi là nhà mình trồng xong nó chưa đủ khỏe nó chết thôi. Còn nếu vải các bạn sai quá chết này, sai quá bị quải cây hạ quả đấy thì không khoanh thì vải sẽ không bao giờ chết. Cảm ơn các bạn nhé. Vải mình đã ra xong một lần lọc, chuẩn bị làm lọc 2 thôi. Cảm ơn các bạn xem video.